Vâng, em xin chào quý vị nhé. Và em xin gửi lời chào đến anh Hữu, anh ở Hưng Yên nhé. Đã đặt cái cặp L7X này bên em. Ok nhá, thì sau em sẽ tiến hành test cho anh 3 tép từng trước một nhá. Đấy. Ở đây em đang dùng một con Neon Kyo này. Ở đây là có bát này, có chép này, có ba lăng này. Bát, chép, ba lăng. Bát, chép, ba lăng, volume. Em sẽ điều chỉnh 4 cái này. Đấy, và đồng thời chỉnh đến đâu thì anh nhìn lấy giúp em nhá. Đấy. Em cho volume lên này. Em test cái bên trái trước nha. Đảo ba lăng này. Thôi tiếng thương chi khi biết người ra đi vì đời. Bát vào chơi nhá. Gót bâng khuâng tôi hỏi. Test phải không này. Đêm nay buồn không? Chuyến xe đêm lành không? Để người yêu vừa. Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng, trăng rằm về xa xăm. Trong giây phút này tôi mơ ước sao nằm tròn vào tay nhau. Ok nhá, đây là bát, tiếp tục tép nhá. Ngày đảo ba lăng, đảo bát này. Bát được không này? Tôi đến tép lên này. Nơi tin người trai đi ngày tàu cũ năm xưa mang người tình biến khu về chưa trắng đêm tôi chờ tin tàu đêm tìm. Tôi vẫn tin anh qua bước đường tháng còn dài. Nở nức đôi vai khi người tin tương lai đời trang. Ok nha, đã xong một chiếc này. Em sẽ tắt đốt chiếc còn lại này, em đưa về cân bằng này. Volume lên này. Đảo bát nhá, đảo loa này. Hẹn cho nhau nụ. Hình bóng thương yêu anh để vào tâm tư còn không? Bát trước anh nhá. Tin được không? Tép về không này. Chuyện xưa của đêm qua nằm mơ thấy người trai lính chiến xuôi tàu về quê vui đêm phố phường. Quên đi phút giây gió lạnh ngoài biên cương. Một đêm mùa hè tôi đến sân ga. Ok anh tiếp tục em đưa tép vào nhá. Đưa bát về không này. Tép lên này. Tàu cũ năm xưa mang về cha cho tôi người xưa. Để đêm nay ngồi đây viết lại tâm tình. Tàu cũ năm xưa mang về cha cho tôi người xưa. Để đêm nay ngồi đây viết lại tâm tình này. Ok nhá, vậy em đã test xong cho anh 3 tép từng trước hoạt động rất là ok. Này em đảo về cân bằng này, anh nghe thưởng thức một tí này. Đấy, cả hai loa đang hoạt động nhá. 3 tép lên hết. Anh quá nghèo đâu dám yêu em. Đời trắng tay mong ước chưa thành. Cha mẹ già chưa cha hiểu. Anh còn một đàn em thơ.
đâu có gì giữ được tình ta. Thôi cũng đành chôn kín trong tim, để nỗi đau nhận lấy riêng mình. Chỉ mong đời em thay đổi, sau này gặp người giàu sang, anh chấp nhận tất cả vì em. Tình nghĩa đôi ta có duyên mà không có. Tôi nói là đánh quá chất anh ạ, nghe rất là hay nhá. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết thì anh cứ liên hệ qua số điện thoại là 0966 5 9 1 8 1 0 mình nhá. Rồi, sau đây xin tay anh đóng hàng để gửi hàng cho anh, cho anh nhận hàng sớm nhất nhá. Vâng, cảm ơn anh Tưởng đặt cái sản phẩm bên em. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và có những cái phút giây thư giãn bên sản phẩm bên em nhá. Vâng, em xin chào quý vị và anh tại video tiếp theo bên em nhá.